Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Jacques Le Cun. Đây là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Anh em giới mộ điệu thường gọi là JLC, gọi tắt đấy ạ. Jacques Le Cun là một trong những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, đánh giá cao nhất trong giới sạch đồng hồ. Những chiếc đồng hồ của Jacques Le Cun thì không chỉ thể hiện cái tính chính xác mà nó còn mang một cái vẻ đẹp cực kỳ sang trọng và rất là đặc biệt. Nếu anh em đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ nhẹ nhàng, thanh lịch, tinh tế thì đó có thể là Jacques Le Cun. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ nằm trong bộ sưu tập là Genti Home, mang mã quốc tế, mã reference là 155.140.910. Một chiếc với đường kính không quá lớn là size 35.5mm, độ dày thì cực kỳ mỏng, chỉ 7.5mm mà thôi. Bao trung bình cỗ máy in-house do hãng tự chế tạo và nó thực sự là một cỗ máy automatic lên dây tự động nhưng rất là mỏng anh em nhé. Nó chỉ ngang một cỗ máy cót tay của những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ thông thường. Và quay trở lại với phần lông càng thì đây là một chiếc có phần lông càng cũng khá là dài, anh em có thể thấy ạ. Phần thân vỏ của chiếc này thì được thiết kế bằng vàng khối rồi và nó được tạo hình rất là đẹp với những cái đường cạnh khía ở niềng và ở phần thân cũng như là phần đáy. Toàn bộ những con ốc vít và phần đáy chiếc này được thiết kế bằng vàng khối luôn. Đó, anh em có thể thấy. Vàng là một kim loại quý và nó khá là mềm, chính vì vậy thì trong quá trình sử dụng nó rất dễ để lại những vết xước răm anh em ạ. Đi kèm sẽ là một bộ khóa vàng khối với logo của JLC ở bên trên khóa, và đây là bộ khóa zin với đầy đủ chuyện của vàng. Sợi dây này đã được nâng cấp sợi dây da cá sấu nhập khẩu anh em nhé. Và quay trở lại với sản phẩm thì đây là một chiếc anh em quan sát này, với đề đeo màu trắng của chúng ta sẽ làm nổi bật lên cái bộ kim lung xanh. Đó. Trục chính của chúng ta thì sẽ được trang bị kim giờ, kim phút thiết kế dạng kim loại liễu mảnh. Kim dây chính được bố trí tại góc 6 giờ. Với một ô lịch ngày cũng được gắn tại vị trí này, với mỗi ngày hiển thị là ngày 19 đó. Những cặp số của chúng ta thì thiết kế dạng số La Mã để tăng phần cổ điển. Và vị trí trang trọng nhất đó chính là vị trí góc 12 giờ thì hãng sẽ bố trí cho chúng ta một cái logo của thương hiệu, đó chính là JLC, Jacques Le Cun và Automatic ở bên dưới ạ. Mặt kính sử dụng sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước này. Núm chính nằm tại góc 3 giờ với logo của JLC và chúng ta sẽ có cái núm vàng khối 18K anh em nhé. Với núm này anh em có thể dễ dàng lên cót tay cũng như kéo núm ra để chỉnh giờ và lịch rất là tiện lợi ạ. Đó, và đi kèm sẽ là bộ khóa xiên như mình vừa chia sẻ với anh em rồi. Phần đáy của chúng ta thì thiết kế kín đáy với cái dòng chữ là Genti Home, đó chính là bộ sưu tập trên chiếc này. Chúng ta có một cái đầu mã Refident này, dòng chữ Jacques Le Cun và sẽ có đầy đủ chuyện ký hiệu của vàng. Anh em quan sát này, chúng ta sẽ có hai cái chuyện cân tiểu ly và một cái chuyện của hãng nữa. Tất cả những con ốc vít này được thiết kế bằng vàng khối anh em nhé. Và cỗ máy sử dụng trên chiếc JLC Jacques Le Cun này đó chính là cỗ máy Calibre JLC 889. Với cỗ máy này thì anh em sẽ có đầy đủ là 20 sorry anh em, cỗ máy này của chúng ta thì sẽ có đầy đủ là 33 chân kính này. Tần số sử dụng là 28.800 mph và thời lượng chữa cót của chúng ta là 40 giờ. Đó, anh em có thể thấy cỗ máy của chúng ta thì nằm sâu bên trong của cái lớp vỏ này. Tuy nhiên thì đây là một cỗ máy do hãng tự chế tạo anh em ạ. Quay trở lại với sản phẩm thì đây là một chiếc thực sự mình đánh giá nó khá là cao. Một thương hiệu lớn này sử dụng thân vỏ vàng khối để mang cho mình cỗ máy do hãng tự chế tạo. Và đặc biệt thì với thiết kế dây da này thì anh em trên tay nó rất là trẻ trung. Chiếc này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá rất là tốt là 75 triệu. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thích Điệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Nếu anh em quan tâm thì có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình để lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu